Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại bếp nhà Lê Phúc. Thì hôm nay mình chia sẻ với mọi người thêm một món bánh ngon từ bắp nữa, đó chính là món bánh bắp hấp nước cốt dừa. Và để làm món bánh này thì cũng khá là đơn giản các bạn, nguyên liệu chỉ có bắp và nước cốt thôi. Bánh sau khi làm xong màu sắc thì bắt mắt, vừa thơm vừa béo nữa. Nếu mọi người chưa ăn thử cái món bánh này thì hãy cùng vào bếp làm với mình nha. Nếu các bạn xem video thấy hay và hữu ích, đừng quên cho mình một like, một đăng ký nha, để mình có động lực và ra nhiều món ngon hơn nữa. Và để chuẩn bị nguyên liệu làm cái món bánh bắp hấp nước cốt dừa thì ở đây mình có sử dụng là 400g bắp Mỹ nè các bạn, bột gạo 100g, 40g bột năng, 100g đường cát, một chút xíu muối. Và lớp nước cốt dừa ở trên thì mình có sử dụng ở đây là 300ml nước cốt dừa, 80g đường, 50g bột gạo và một chút xíu muối. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng vào bếp nấu với mình cái món bánh bắp hấp nước cốt dừa này nha. Bắt đầu làm thì bây giờ các bạn cho hết 400g bắp vào trong cái ca xe sinh tố. Và mình sẽ xay cùng là 400ml nước lọc. Sau khi mình đã xay xong rồi thì các bạn lọc qua một cái rây, mình cho vào một lần một ít thôi nha, vì cái phần bắp này nó hơi khó xuống một chút xíu đó các bạn. Cho ra xong rồi thì các bạn dùng cái muỗng nè, mình tán đều để cho cái phần nước bắp nó được xuống hết nha. Bắp thì mình cũng đã lọc xong rồi nè các bạn, thì cái lượng nước mình thu được là 500ml nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu pha bột luôn. Mình cho hết 100g bột gạo vào trong cái tô nước bắp. Tiếp theo thì mình cũng cho hết là 40g bột năng, 100g đường, nếu các bạn không thích ăn ngọt thì mình có thể giảm đi nha, một ít muối. Sau đó thì mình sẽ hòa tan cái số bột và đường này ra. Bột thì mình cũng đã hòa tan xong hết rồi các bạn, thì mình để qua một bên, mình pha tới cái lớp nước cốt dừa nha. Và để pha cái lớp nước cốt dừa thì mình cũng cho hết vào trong cái tô nước cốt là 50g bột gạo, 80g đường, một chút xíu muối. Cái lớp nước cốt dừa này thì các bạn cần cho hơi nhiều muối một chút xíu nha, nó mặn mặn thì nó sẽ tăng cái độ béo lên các bạn. Sau đó thì mình cũng sẽ hòa tan ra, vì mình sử dụng ở đây là bột gạo lọc á, nên là đôi khi nó sẽ có những cái con mọt. Khi mà mình hòa tan xong thì mình sẽ lọc qua một cái rây nha các bạn. Hai tô bột thì mình cũng đã lọc qua rây hết rồi các bạn, thì mình sẽ để cho bột nghỉ tầm khoảng 30 phút, sau đó thì mình sẽ quay trở lại làm nha. Tô bột bắp sau khi mà mình để nghỉ được 30 phút rồi các bạn, thì mình cho vào trong một cái nồi để mà mình đi lấy trùng sơ nha. Mình lấy trùng như vậy thì khi hấp lên á, cái phần bánh của mình nó sẽ không có bị nín và sống. Khi lấy trùng cái phần bột này, các bạn lưu ý là mình phải để lửa nhỏ thôi nha. Thì các bạn cứ dùng cái sạn như thế này, mình khuấy một lúc để cho nó sánh đặc lại là được. Bột mình lấy trùng nãy giờ thì nó cũng đã sánh đặc lại một chút xíu nè các bạn. Các bạn lưu ý là mình không nên làm cho cái phần bột này nó chín quá nha. Vừa vừa như thế này là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Sau khi tắt bếp thì các bạn vẫn khuấy đều như vậy để cho cái phần bột vón cục nó được tan hết. Bột sau khi mà mình đã lấy trùng xong rồi thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái khuôn khoảng tầm 22cm nha. Và mình thoa vào trong khuôn là một ít dầu ăn. Mình thoa lên trên vành luôn nha các bạn. Sau khi mà mình đã thoa dầu ăn vào xong rồi thì các bạn đổ cái phần bột bắp vào. Cái phần bột của mình bây giờ khá là sánh nè các bạn. Cho vào khuôn xong rồi thì các bạn dằn dằn cái khuôn xuống như thế này. Và các bạn chuẩn bị luôn cho mình một cái nồi nước sôi để mà mình cho vào hấp luôn nha. Nồi nước của mình đã sôi, mình cho cái khuôn vào, mình sẽ hấp trong vòng 5 phút các bạn. Để cho cái lớp bột ở trên nó đông lại thì mình mới cho cái lớp nước cốt dừa vào nha. Nồi bánh sau khi hấp được 5 phút thì mình dỡ nắp ra và các bạn khuấy đều cái tô nước cốt dừa lên. Rồi mình múc từ từ mình cho vào trên cái khuôn bánh nha. Cái mùi bắp rất là thơm đó các bạn, màu vàng là đẹp mắt nữa. Thì mình cho từ từ cái lớp nước cốt dừa này vào. Với lớp nước cốt dừa này thì mình sẽ không cần lấy trùng. Khi đã cho vào xong hết thì mình để nắp lại và các bạn hấp tầm khoảng là 20 phút với lửa trung bình. Bánh bắp thì mình cũng đã hấp đủ thời gian rồi nè các bạn. Thì tổng cộng thời gian mà mình hấp cái bánh này là 30 phút. Thì cái phần bánh cũng đã chín rồi, mình sẽ tắt bếp. Bánh sau khi mà mình đã lấy ra xong rồi thì các bạn để đây cho cái phần bánh thiệt là nguội thì mình lấy ra sẽ dễ hơn nha. Ở đây thì mình sử dụng khuôn to, còn các bạn có những cái khuôn nhỏ thì mình hấp nó cũng sẽ tiện hơn. Bánh nãy giờ thì mình cũng đã để nguội nè các bạn, bắt đầu mình chuẩn bị lấy bánh ra nha. Để lấy bánh ra thì các bạn đi xung quanh cái khuôn như vậy thì mình lấy ra sẽ dễ hơn và cái phần bánh cũng không có bị dính nữa. Xay xong rồi thì mình lật ngược cái khuôn lại các bạn. Là như vậy mình đã có thể lấy bánh ra được rồi.
Cái bề mặt bánh có cái màu vàng nhạt rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình để ra ngoài mâm. Xong rồi mình lại cho ra ngoài mâm các bạn. Mình dùng cái bàn chấn để mà mình cắt cái phần bánh này ra nha. Các bạn nên phủ một cái bọt như vậy. Khi mà mình cắt thì cái bánh nó sẽ không có bị dính. Và cái lằn sóng nó cũng sẽ đẹp hơn nữa. Bánh bắp nó có cái màu rất là đẹp đó các bạn. Cái lớp nước cốt dừa ở trên thì các bạn nên làm mềm một chút xíu nha. Làm cứng quá thì mình ăn sẽ không có được ngon lắm. Bánh sau khi mà mình đã cắt bản to xong rồi thì mình sẽ cắt lại thành những cái bản nhỏ vừa ăn nha các bạn. Phần bánh bắp thì mình cũng đã cắt xong và bày ra đĩa rồi các bạn. Và để bánh của mình được ngon hơn, mình sẽ rắc lên đây là một ít mè rang nha. Còn các bạn không thích ăn mè rang thì mình có thể bỏ qua. Bánh khi làm xong thì màu sắc rất là bắt mắt đó các bạn. Đặc biệt rất là thơm cái mùi bắp nữa. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng ăn với mình cái món bánh bắp hấp nước cốt dừa nha. Bánh bắp khi mà mình ăn vào đó các bạn thì rất là mềm. Lớp dừa ở trên thì lại vừa thơm vừa béo nữa. Bánh này làm không hề bị cứng luôn nha. Nếu phần nước cốt các bạn muốn ăn cứng hơn một chút xíu nữa thì mình có thể thêm vào đây là một ít bột gạo. Về độ ngọt thì cũng rất là vừa nữa các bạn. Nếu các bạn chưa làm thử cái món bánh bắp này thì hãy cùng vào bếp làm với mình nha. Và bây giờ mình cũng kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và chúc các bạn thành công với cái món bánh bắp hấp nước cốt dừa của mình.